Rồi, mình chào mấy anh em nha. Rồi, hôm nay bên mình mới về em này Honda Rebel 125 hải quan chính ngạch nha. À, đăng ký năm 98 nha, 1998. Đó, Rebel 125. Hai máy, hai bô. Xe zin nguyên thủy từ A tới Z nha anh em. Máy móc nguyên si. Đây. Bô đồ còn khá mới nha, nước sơn zin nguyên thủy, dăng keo nguyên chiếc, đồ zin trên xe đầy đủ không thiếu cái gì nha. Đấy, rất là mới nha, kính zin còn luôn, bô zin còn, câm niền vỏ lớp mới tinh. Rồi, xe hải quan chính ngạch, sang tên toàn quốc luôn nha anh em. Anh em mua thì mình ký giấy liền trong buổi luôn, anh em về ra tên luôn nha. Độc liệt, máy móc sạch sẽ nha. Đèn xi nhan zin luôn nha anh em. Đây, lốc trước lốc sau còn quá ok nha. Đây, khá mới. À, Honda Rebel 125 nha, hai máy, hai bô. Cầm điền phuộc chẳng ba rồi còn khá mới nha anh em, zin nguyên thủy luôn. Xe này là xe zin. Này, mẫu plastic rất đẹp nha anh em nha. Được sơn bóng loáng luôn, soi mặt được luôn nha. Đây, tem zin còn luôn. Xe này là nhập khẩu nha anh em, khẩu nha. Xe nhập khẩu nó sẽ có cái đát nhôm nha anh em. Đây, mình quay cái đát nhôm cho anh em thấy nha. Đây, dì xe 26 nha. Đó, năm sản xuất 98. Đây, 8 nha, dì xe 26 này. Này, xe Nhật nha anh em, nhập khẩu Nhật về nha. Xe A125 là đúng về 125 nha anh em nha, đời 98 nha. Rồi, máy vuông. Phuộc zin luôn nha anh em. Đó, câm niền zin luôn. Rất là đẹp. Máy nó nổ thì thầm nha anh em nha. À, đây bây giờ mình sẽ test máy cho anh em coi nha. Bao phê luôn. Thì thầm mùa xuân luôn nha. Em ru và ru. Cái bô nổ nghe rất hay nha em, bô cặp đó, nó nổ nghe phê lắm. Chạy đường trường thì lợi xăng và nó bền kinh khủng nha anh em nha. Xe Honda Rebel này anh em cũng biết nhiều rồi. Máy móc của nó trâu bò lắm nha anh em. Đây gọi là nồi đồng cuối đá đó. Máy móc nó rất là đẹp. Tình ru luôn. Chiếc nha, mới từ đầu tới đuôi luôn, đèn led luôn nha anh em nha, đèn mã bóng trắng luôn nha. Rồi, quá đẹp. Thêm sườn trên đất sau cầu luôn nha anh em nha.
thứ đều nguyên zin nha anh em. Xe đời cũ mà dày là còn như dày là khá mới rồi nha anh em nha. Đó, đẹp thôi chắc zin nha anh em. Quá đẹp ha. Rồi anh em nào mua xe này thì mình công chứng sang tên trong buổi luôn nha. Quá hoàn hảo. Rồi, anh em nào thích em này thì alo cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0932 047 956. Alo trực tiếp cho mình nha. Xe chính chủ luôn. Revel 125 nha. Quá đẹp ha. Rồi mình chào anh em luôn nha. Anh em là thích alo cho mình ha.